Xin kính chào quý cô bác anh chị và mọi người đã quay trở lại với số tiếp theo trên kênh Hà Giang Food này. Thì hiện tại Toàn với lại anh Tùa đang ở trên con đường xuống nhà của em Thợ Đấu với lại em Lành. Và hôm nay Toàn với anh Tùa xuống dưới chỗ nhà em Lành kia để mà xem lại cái mô hình nuôi ong mà trước thì em đại gia đình Thợ Đấu đã được giúp đỡ cái mô hình nuôi ong đấy. Giờ xuống xem là giờ đã có mật cũng như là đã phát triển được những gì rồi nhá. Thì bây giờ là anh Tùa đeo em nhá. Cái con đường xuống nhà của này thì quý bạn chị mà theo dõi ở từ trước ở trên Hương Trương thì cũng biết rồi, đường đi thì rất là khó. Lâu không đi kiểu nó sợ sợ ấy. Vâng. Đi bây giờ thì đi bộ xuống thôi. Không biết là Lành cái Thợ Đấu có ở nhà không nữa. Này, cái lán mà em Thợ Đấu gọi là làm con nuôi gà đây thì cũng đã xong rồi quý anh chị ạ. À, xe của Lành ở nhà chắc là ở nhà thôi nhỉ. Chào Lành nhá. Chào anh Tuấn ạ. Cho dê à? Dạ. Khó đi lấy cỏ nhờ. Bên
là cho con bé nó các. Nó như là nó trồng hạt chay thế này. Sao? Để, à là cái lồng riêng. Tại thế nó không chạy ăn cỏ người ta. Không buộc nó phải không? Buộc nó lại không lớn đấy. Chăm chỉ lấy cỏ thế. Vừa cày về. Vừa đi cày về á? À? Cày. Cày. Hả? Cày cái giấy như cái bãi bên ngoài này là của ai? Của Vinh với của em. Hả? Của Vinh với của em. Của thợ đấu với của em. Cái bãi mà trước cái nhà mà thợ đấu làm thì mà nuôi gà đấy. Nhé, mình cứ học hỏi thôi anh. Bây giờ cái gì mình thấy mới lạ mà nhà mình không làm thì mình nhìn là mình biết làm mà. Đâu phải là mình cái đi cũng nghĩ được đâu đúng không? Lâu lâu cũng phải đi ăn trộm ý tưởng. Ăn trộm ý tưởng của lành. Cái này mấy tháng rồi nhỉ? Mấy tháng rồi nhỉ? 4 tháng đấy ạ. 4 tháng mà to nhanh nhỉ? Chứng tỏ là lành cũng khéo tay chăm tốt đấy chứ mới béo được thế. Con được cơ con cái đi em. Con bé. Con được. Con mẹ cái cũng phải buộc sợ nó chạy à? Vâng, đúng rồi đấy. Cái cửa to thế này. Nó được rồi. Bò cũng chăm tốt đây. Thế nhà của Xính là hôm nay đi cày là xong chưa? Thế là chưa, được trồng nhá chưa mà. Cày hay là trồng rồi? Trồng rồi. Thế vừa bảo cày. Ủa mình mấy cái má cái Xính kia chưa ấy. À, hơi rãnh nhá. Ờ, trồng trồng thêm cho... ấy. Thả ngô vào ấy. À, nghĩa là cho bò đi cày cho nó có rãnh xong rồi thả ngô vào là chỉ lấp đất nó phân vào thôi. Vâng. Ôi tay cái thuốc của ngô cái đỏ hết rồi kìa. Cái hạt ngô. Ừ, cái hạt ngô cái này rửa xà phòng cũng không đi đâu. Cái này để mấy hôm nó khác tự đi. Nhưng mà vẫn phải rửa đi cẩn thận không chỉ sợ là thuốc cho vào cái hạt ngô ấy. Vâng. Ừ. Là nó ở đấy ong để chỗ nào hết đấy em? Bên này ạ. Bên kia. Bên này có mấy tổ? Này có hai tổ. Đâu là... đi anh xuống thăm cái chỗ mô hình nuôi ong. Này đi cày mà cũng tranh thủ lấy được ít cỏ về cho bò. Con ra viện chưa em ấy? Cũng ra được 4 hôm rồi. 4 hôm rồi. Vâng. Thế vợ con là đang ở trên nhà Xính à? Nó đi ăn trưa rồi. Thế em ăn chưa? Nhà Xính. Em ăn cơm chưa? Chưa. Đang chế cao. Đây. Tổ nào cũng có à? Đó. Đây còn 3 tổ. Năm trăm bảy mươi chín người. Cái này vừa lấy về vừa chỗ đi. Ôi, chưa là để như thế. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, bên kia 14, 15 nhỉ? Nhà thợ đấu cũng có, vẫn còn bên đấy mấy tổ nữa à? Vâng, 5 tổ. Bây giờ đã có mật chưa? Chắc là có một cái tí rồi ạ, chắc có. Tí á? Mở ra xem được không? Chả điều mà nếu mà nó ác quá. Sợ nó ác nó đốt à? Vâng. À, thế thì thôi anh không chạy được đâu. Thì về đến nhà mà một bên to bên nhỏ liền. Nó đốt vào mũi to lên này. Đấy, Lành lại không dám đi chơi. Chơi đâu? Bị đốt. Không dám đi. Ở nhà đấy. Mùa này thì nó lấy hoa gì em? Là hôm trước có kiểm tra ra thử ra nó có ăn làm theo khung không? Nó làm cái tổ của nó theo khung không? Hả? Theo
cái khung cầu ấy. Làm theo cái gì? Được rồi. Ui, tổ bên này vẫn nhiều này. Cái này em biết chăm không hay là vành biết chăm hơn nhiều hơn? Nhau rồi mà. À, ai cũng biết chăm mà. Biết chăm. Ừ. Dưới 6 tổ chứ. Ai. Thế chả hơn 20 tổ à? Hơn nữa nhỉ. Chắc là chắc đế thôi. Đế 20 tổ chắc đủ thôi. Rồi, mấy nữa có mất là bán lại có tiền rồi. À, đúng rồi đấy. Anh Hiệp bảo là chọn mấy ngày nó nắng nắm thì quay luôn. Thế, à, nghĩa là chọn những ngày nắng thì đi lấy cái guồng quay mật kia, thùng quay mật ấy, cho vào quay luôn. Quay là phải cắt có những cái tổ mà nó có nắp ấy, cắt cái nắp đi. Nó có con dao riêng ấy. Cái ô ấp trứng là ấp mật các thứ. Úi, đừng quay trứng nhá. Quay trứng là mà nó không có ấy đấy. Đấy, tổ nào cũng bay về tấp nập thế là vui rồi. Để gần nhau nó có đánh nhau không? Đánh nhau. Nó biết chơi nhau rồi mà. Bỏ đánh nhau là anh em hết. Đối nhau anh em hết là không đánh nhau nè. Cái quê mấy nữa mà nó tách tổ thì bây giờ thùng thì mình còn. Tách tổ thì mình chịu khó đi tìm con chúa của nó. Đúng rồi. Nó có cái chúa kia thì bắt vào thùng kia. Ở đây thì em buộc con chúa nó kiểu gì? Lấy cái gì buộc? Thả luôn nó ở à? Ở chỗ anh là chỉ sợ là thả vào cái tổ mới nó không ở ấy. Thì mình cứ buộc con chúa lại. Lấy cái tóc ấy, mình buộc nhưng mà thắt nhẹ thôi, thắt mạnh là nó cụt đấy. Đúng rồi. Cứ giữ nó lại để mấy hôm là mấy con thợ nó tự cắt cái tóc đi cho chúa mà. Đúng rồi. Nhưng mà phải biết thắt nhẹ nhẹ thôi, thắt mạnh là nó cụt con chúa đi là thôi rồi. Mất một đàn. Đi là nó thế ai đốt ai đấy. Lúc đấy là nó đốt nó sống không có ai làm chủ. Nó có chúa sống thì nó nhiều ông rất là ít mà bệnh ít quá chúa nên là chúa nó chết thì nó rất đông lên đấy. Chết là bây giờ mầm nó tìm giết chúa là nó giết chúa là nó tìm nó. Ai nó cũng đốt đấy, đông kiểu lúc đấy nó hung ấy. Rồi. Nhà lành bên này thì có nhiều chuối trước cửa với lại mấy cái cây này mát nhỉ. Qua đây thì rất là nhiều nhưng mà chưa có lần nào là vào đây, toàn ở bên nhà thợ đấu thôi. Tại vì cũng mấy lần là em không ở nhà. Muốn vào đây thăm xem là cái mô hình nuôi ong giờ như nào rồi. Thợ đấu thì đi đâu rồi? Thợ đấu đêm làm thẻ căn cước cho vợ của nó. À, làm thẻ căn cước công dân cho vợ. Thế hôm nay nhà chính là xong chưa? Xong được một nửa chưa? Thế là một nửa rồi. Trong hết mấy bao giống rồi? Thế là ba... Ba mấy gói chứ? Ba gói rồi. Hết ba gói rồi. Đấy. Ừ. Lành là cũng nuôi lan à? Cái này chưa chơi đâu. Biết cây lan là gì không? Biết là... Biết nó là cây lan thôi đúng không? Nó là cây lan nuôi cho nó đẹp thôi. Trang trí cho nó đẹp. Tưởng là lại vớ được quả lan đột biến nào. Lan đột biến bán tiền tỷ đấy. Trên mạng người ta nói thế chứ anh cũng không biết đâu. Không muốn nào à? Ui, nhiều nhờ. Bình thường đó. Nó làm dính lên ở trên 300 mấy luôn.
Này, như thế này là được rồi. Rất là nhiều. Nếu dít thật sao thế hả? Ừ, gió lắm. Sao không lo? Nhúc đi, nhúc thì nhiều đấy. Thôi được rồi, em, nhấc lên được không? Là được mà. Nó dính nhau chưa? Cái pháp này. Đấy, nhưng mà mình... Nhẹ nhẹ thôi, không tí là nó rơi ra, nó bay, nó đốt cho đấy. Tí là thấy ông đông luôn đấy. Cho nên quan trọng là ta ở thì số này mình đã không muốn để sửa tia này lầy này lầy xong á lầy nó thấy ở thẳng như này không thong này đốt nó sưng thôi chứ nó không nguy hiểm đúng rồi đấy. Em quay ra đây xem nào. Cái này cây tỉ từ từ đây nó cũng sắp làm hết đầy cái kia rồi. Chị ta rong rong thì được mấy tháng rồi nhỉ? Nè ừ không nhớ rồi. Nhà lọt quá à. Dính nhau lên. Nhìn nó mà trần trùng mềm mà. Trần trùng rất là nhiều đấy quý anh chị. Đấy, cái đấy sắp đầy hết rồi đấy. Ôi giời, ok. Thầy có mất chưa? Chắc là có. Thầy con đấy nhỉ? Có, một nửa, một nửa. Nửa con nửa mật à? Vâng. Ủa, cái đây nhỉ? Thôi được rồi, bỏ xuống đi em. Thợ... sợ tí nó ông này nó bảo là thằng nào phá nhà tao thế này nó bực lên. Thì nó bực lên là anh em mình chạy không kịp đấy nhá. Cái này là một tí là một phát là cầm cả câu chạy, cầm cả câu chạy luôn. Nếu mà mình nữa mà mình thu ấy, mình thu ong này này thì xem là có cái dụng cụ bảo hộ nào không. Cái này đốt nó chỉ sưng, nó không nghĩa là không độc gì đâu, nhưng mà sưng về là không dám đi đâu đấy. Nó tiêm một cái là béo lên để chay lắm. Mấy cái bên trên đi phá đi à? Cái này là nó làm lên trên đấy là cắt đi để không. Nó là tầng 2 luôn. Nó là tầng 2 thì là làm nhà tầng 2 luôn. Như là nhà tầng 2 nó không làm nhà tầng dưới đấy. Mọi người đóng lại đi. Kiểm tra lộp. Ui, thực sự là cũng rất là sợ ong đốt. Nhưng mà lỏ thôi nhau thế hả? Sợ nào? Anh Tuổi bắt ong không? Hả? Anh biết bắt ong không? Ông này không thích anh. Thế trước em thấy Nô bảo là anh với Nô đi bắt ong đất được mà. Ong đất thì bắt được. Nhưng mà nuôi nó không ở đấy. Rồi đi rồi em ơi. Em sợ nó bay ra nó đốt lắm. Vì nó xanh cái ong đất là cây bé ở bên này mà. Đâu? Chọn đi à? Rơi ra khác rồi. Anh Tủa là biết bắt ong đất á? Cây. Ong cây á? Ong cây ong đất. Ông à nghĩa là nó cái tổ nó chùm chùm cái ông cái tổ nó ở trên làm bằng đất gì với lại ở dưới đất đấy cái bát to đó. Bằng ngón tay này mỗi con to bằng ngón tay nó làm ở dưới đất là cái tổ to bằng có cái nó làm to bằng cái thùng ong này đấy nhỉ. Vâng, cái tổ đấy là phải tháng 9 9 tháng 7 tổ thì tổ đúng nhất đấy mới to bằng đấy được. Tháng 7 thì là gì nhỉ? Tháng 7 thì là ong à? Vâng. Nhưng tháng 7 chưa to mấy đâu. Thì tháng 9. Ừ. Thì tháng 10. Mà bắt ong đất thì mình về ăn hay về bán? Bán thôi. Ăn cũng được, bán cũng được. Thì theo mình không có tiền thì bán. À em nhớ là ong nếu mà ong đất kia thì bán được nhiều tiền lắm đấy, đắt lắm đấy. Đắt lên cần 300. Cần 300.000. Thế là tính cả tổ đấy, không phải tính mỗi con đâu. Nghĩa là bắt ong đất đấy thì sẽ là ăn cả nhộng. Vâng. Nhưng mà con đấy thì đốt là ốm đấy. Con đấy là hai ba con đốt thì không có bác sĩ để đi ấy. Thế nguy hiểm quá nhỉ. Này, đi bắt phải có đồ bảo hộ cơ, bắt không. Em thấy là mọi người đi bắt thì toàn là lấy cái rẻ hoặc là cái cây về đốt để mà đốt cái con này nó đi. Vâng, cháy thì ít con thì nó không bị. Xong rồi cũng trước em nghe bảo là nó có cái viên thuốc gì ấy mà lấy cái súng cao su ấy, ná cao su ấy bắn vào đấy là
là con mấy cái con chúa nó bay đi hết. Vâng. Nhưng mà cái đấy độc nhỉ? Cái độc lắm. Thuốc tàu. Thuốc tàu. Mặc quần áo đi thì lấy cũng được ha. Mặc quần áo bảo hộ đầy đủ thì lấy không sao. Vâng. Nhưng mà con đấy mà cẩn thận nó chui vào được trong nó đốt cho thì. Ôi, đấy không được đấy. Cả nó đốt được một lần nữa mà. Nó một lần nhưng mà lần thứ hai nó mày mỏ nhưng mà đấy là nó cũng chỉ biết đốt đấy. Ừ. Không biết dừng nữa. Một thế này là nhạy luôn. Vậy hàng đất thì bắt thì có đồ bảo hộ thì hãng bắt, còn không thì đi làm nguy hiểm. Chè chè con chạy được à? Vợ với con ở bên kia hết chứ? Để xem cái lâu lâu quay lại đây xem cái mô hình nuôi ong của thợ đấu với lại của lành. Thì nó đông như thế này mà sắp được quay rồi thì tốt rồi. Mùa này thì cũng là cũng có nhiều hoa đấy. Nhưng mà kiểu nó hoa dại hoa ấy thôi, rừng thôi. Này đến mùa nào mà không có kiểu là không có hoa ấy. Có hoa thì mình lại phải pha nước đường cho. Nhưng mà pha nước đường đấy là chỉ là pha cho nó ăn thôi chứ không phải là pha để mình lấy vật nhá. Đây là lúc mùa mùa nào không có hoa ấy mình phải pha cho nó ăn. Mùa này mùa đông ấy. À mùa hè mùa đông ấy. Lạnh quá không có thì mình lúc đấy là tạo điều kiện cho nó ăn ấy để nó sống. Ừ, lúc đấy nó không mùa đấy là nó không có mật đâu. Mùa đấy là nó chỉ có gọi là ăn ấy. Nó chỉ lấy về ăn thôi chứ nó không có mật. Cái này là lúc mật đông thì mình chuẩn bị một cam mở cho để lại cho nó ăn đi. Để lại mật cho ăn á? Vâng. Mình chuẩn bị một can để lại. Sau này nó không có mật nữa thì mình cho nó ăn để nó sống này, không lạnh quá nó không có gì ăn. Nghĩa là cho lấy thức ăn của nó về mình bảo dưỡng xong đến lúc mà nó hết cái ăn rồi thì mình lại cho nó thức ăn của nó. Thành là mình lấy thức ăn của nó đi xong rồi sau này lại cho nó. Nhưng mà phải làm thế thì nó mới ở được, không một đông là không có gì ăn là nó chết. Đi hết đấy, chết hết đấy. Đúng rồi. Nó không bay được nó sẽ chết, nó không đi ăn được. Yo. Gần 20 tổ. Tính xem là được tầm bao nhiêu lít. Nếu mà tổ nào cũng nhiều ấy. Ừ. Số thằng này lấy xuống làm đòi tàu chặt xuôi này. Đi sâu, làm báo à? Tàu cản thò. Thế nhà em đã trồng xong chưa? Ngô ơi. Xong rồi. Xong hết rồi gì? Vâng. Lên được tí nào chưa? Nhú lên chưa? Chắc là chưa. Ba hôm thôi mà. Mới trồng được 3 hôm. Vâng. Nhà thợ đấu là cũng xong rồi. Hôm qua đã xong rồi. À, bây giờ đã đến nhà xính nữa. Ba anh em giúp nhau. Đấy. Ở đây cái sắn này mình có trồng được không? Thế là không, được cái tí ở dưới này nhưng mà cho nó sắn to ấy nhỉ? Nó là cho chín à? Nhiều nó mà. Cái này sắn đắng hay là sắn ăn được? Cẩn thận ăn sắn đắng là nhức đầu là đi viện đấy. Sắn đắng là lá nó xanh ấy, xanh lép luôn đấy. Chuối, ôi cũng nhiều chuối ấy chứ. Có mấy buồng này. Cái này mang đi bán hay là ăn? 3-4 buồng này thì ăn sao hết. Em chặt về ủ hay là để nó chín trên cây? Để nó chín trên cây đó. Nó ngon. Không, lúc nào nó già hơi già một tí ấy, mà thấy nó to rồi em chặt xuống em ủ đi. Thế nó mới đấy, nó mới ngon. Để chín trên cây ăn nó hơi bị chát. Đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. Ừ. Anh biết mà. Nhà anh cũng có, nhà anh trước là trồng hai đồi chuối. À. Hai đồi ấy. Nhưng mà bây giờ thì lâu quá mình không vào phát được rồi thì giờ hỏng hết rồi. Cho người ta chặt về cho lợn cho bò hết rồi. Cái này thì cũng hỏng hết rồi nhỉ. Hồi đây phải 5-6 buồng. Nhà... Cái này như là bán cân xanh ấy. Bán luôn ấy thì cân là 8.000 hay sao ấy. Không biết phải không? Lâu lắm anh không bán rồi, không nhớ. Chúa ở trên gò cao này thì ngon hơn ở dưới xuông. Ừ. Chúa này chúi ta thôi, không phải chúi tiêu nhỉ. Hay chúi tiêu? Chả hiểu được à. Không hiểu à? Anh tưởng biết chúi tiêu không? Hả? À? Chúi tiêu ấy. Chúi tiêu. Chúi tiêu và chúi ta ấy. Chúi ta là chúi thấp thấp kìa. Chúi ta chúi thấp thấp. Chúi tiêu là cái chuối nó dài ấy, thơm ấy. Chúa... tiêu là chúa dài bé bé thôi không to lắm đâu. À,
chơi tịnh. Chơi dạng. Ừ. Này chuối ta thôi. Đây là chuối ta. Còn chơi hột thì phải lên rừng. Ở đây thì có nhiều chuối như này, mình có thể là nuôi bò, nuôi lợn cũng được. Rất là tiện này. Đúng. Thì lưu mà. Mát mà, bụi chuối trước cửa này nó cũng mát mà. Đúng. Tán mà nó rộng. Với lại đất ở gốc chuối này này, rất là màu mỡ, nó nhiều run. Đúng. Nó xốp. Mà hôm nay Toàn xuống đây thì cũng gọi là chia sẻ một chút về cái mô hình nuôi ong của nhà em, của đại gia đình Thuận Đấu. Chia sẻ về cái một cái video ngắn ngắn thế thôi, xem là ong thì giờ đã phát triển như nào rồi và cũng đã sắp được là quay mật rồi. Chắc là cũng xin phép là dừng video tại đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý các bác anh chị và mọi người ở những số tiếp theo trên kênh Hà Giang Food. Xin chào.